mới chừng ngoan ngoan. Thank you.
quân về đây tám quốc xây dựng, có tiền quỹ để ai đây có thêm một cái thu nhập để mình mua gỗ thêm vào bên miền Tây và phát cho những người nghèo ở bên trong để họ về thành phố em bé ông về này. Còn cái này là những này là tập trung đây để làm thương mại ở đây là đang ngày về đầu qua họ đi trong trong hai mươi họ của mình chơi nó không khó mà không có gì cả, là tiền này đấy, tiền này vừa là tiền này nhé, tiền cũng có mặt mà cũng không được đó. Chứ ông tổ tiên của mình có cái công đóng góp xây dựng cái đình này, và đình này có công thờ lại để con cái gì các phương tổ tiên mình. Còn ở đây có một cái đặc điểm hai nữa là bòn tâm linh. Cái gì cái bòn tâm linh? Bòn ta mình để nhà cái mặt bòn mình hô bên phải là bòn tự nó chạy qua bên phải, mà hô bên trái là bòn tự chạy qua bên trái, mà cái tâm của mình nó sai được. Bòn sai đó. Ở Đại Lộc có một cái, ở Hậu An mình có hai cái. Chị ơi, không biết là cháu cũng khám luôn ở phía họ kia. Cảm thấy là cầm cháu cái chỗ 6 cái chỗ bên vào đây thôi.